những ngày cuối tuần mùa đông như thế này mà có một bữa thịt nướng cùng với bạn bè và người thân ngay tại nhà thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Và để bữa tiệc đó được đơn giản, dễ dàng thực hiện hơn bao giờ hết thì các bạn cần phải có một chiếc bếp nướng điện. Tuy nhiên, bạn đã biết cách được lựa chọn sản phẩm bếp nướng điện phù hợp với gia đình mình chưa? Nếu như chưa thì ngày hôm nay Thu Phương sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm để lựa chọn sản phẩm bếp nướng điện một cách hiệu quả nhất. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Thu Phương sẽ giới thiệu với quý vị ba mã sản phẩm, đó là chiếc gạch nướng điện Therios TS965, bếp lẩu nướng điện SHD4650 được đi kèm với nồi lẩu chuyên dụng, và chiếc bếp nướng điện Magic One MG09. Và tiêu chí đầu tiên để chọn được bếp nướng điện đó là phải dựa vào thiết kế và kiểu dáng, bởi mỗi có thiết kế khác nhau thì sẽ phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của người tiêu dùng khác nhau. Ví dụ như đối với kẹp nướng Therios TS965 có thiết kế kẹp với hai mặt nướng, có chức năng nướng thịt xiên, bánh mì hoặc bánh sandwich, phù hợp với những tiệm bánh nướng giòn hoặc làm nóng thực phẩm một cách nhanh chóng. Còn đối với bếp lẩu nướng điện Sunhouse SHD4650, tích hợp hai chức năng ăn lẩu và ăn nướng trên cùng một chiếc bếp, đáp ứng được nhu cầu và sở thích khác nhau của tất cả thành viên trong gia đình. Chảo nướng điện Magic One MG09 chuyên dùng để nướng thực phẩm. Bạn có thể nướng nhiều thực phẩm như thịt, rau củ, bánh trên chảo điện Magic One MG09. Với sản phẩm này, bữa tiệc nướng của gia đình bạn sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Đối với tất cả các sản phẩm bếp nướng điện thì bạn phải lựa chọn những loại có tay cầm và chân ghế chắc chắn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tiêu chí thứ hai đó là bạn phải chọn những loại có nhiều mức nhiệt để có thể điều chỉnh phù hợp với những loại thực phẩm khác nhau và không phải nướng lâu chờ đợi. Đối với kẹp nướng điện thị đa năng Therios TS965, mỗi mặt đều có nút điều chỉnh nhiệt độ riêng. Kẹp nướng điện có 6 mức điều chỉnh nhiệt độ, tương ứng với giải nhiệt từ 0 đến 240 độ C, phù hợp với từng loại thực phẩm. Bếp lẩu nướng điện Sunhouse SHD4650 có 5 chế độ nhiệt, giúp bạn thoải mái điều chỉnh phù hợp với từng món ăn. Chảo nướng điện Magic One MG09 cũng có 5 mức điều chỉnh nhiệt độ, giúp bạn có thể chủ động chỉnh mức nhiệt độ phù hợp với từng loại thực phẩm và giai đoạn nướng. Tiêu chí thứ ba đó là mức công suất. Đối với những bếp có công suất càng cao thì sẽ nướng chín thức ăn càng nhanh. Trên thị trường hiện nay, các bếp nướng điện thường có công suất từ 1.200 đến 2.000 W, và trong đó thì mã Magic One MG09 có công suất là 1.500 W. Bếp lẩu nướng điện Sunhouse SHD4650 có công suất là 1.600 W và TS965 đến từ thương hiệu Therios có công suất là 1.900 W. Với những mức công suất như vậy, chắc chắn là bạn sẽ không phải chờ lâu để nướng chín thực phẩm. Chất liệu cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Khi mua bếp thì bạn nên lựa chọn những loại được làm từ hợp kim cao cấp, thép không gỉ, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt và tráng lớp chống dính thật bền. Khi bạn nướng thực phẩm sẽ không lo bị kết dính vào bếp, vừa đảm bảo an toàn vừa dễ vệ sinh. Cả ba mã sản phẩm nướng mà Thu Phương giới thiệu hôm nay đều đáp ứng được tiêu chí này nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Cuối cùng là vệ sinh bếp nướng sau quá trình sử dụng là điều mà tất cả các bạn nội trợ đều đau đầu. Và để vệ sinh bếp nướng thì bạn chỉ cần sử dụng mẹo ngâm với giấm trên bề mặt bếp trong vòng 5 phút, sau đó rửa với dầu rửa chén như bình thường. Lưu ý là bạn không nên chà sát quá mạnh mà chỉ dùng vải mềm lau bề mặt bếp để tránh làm hỏng lớp chống dính. Hy vọng là với những thông tin hữu ích từ video này, các bạn có thể lựa chọn được loại bếp nướng phù hợp nhất cho gia đình mình nhé. Và để đặt mua bếp nướng điện, các bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội là 024-3785-5633 và tại Hồ Chí Minh là 028-3830-8569, hoặc quý vị có thể truy cập vào website beta.vn để xem clip về sản phẩm đang online. Đừng quên like, share video của Beta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.